Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trong bản tin dự báo bão, Cục Quản lý Thiên tai, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, bão Trà My ở Biển Đông sẽ quay đầu chữ U hoặc vòng ngược lại theo chiều kim đồng hồ vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10 hoặc thứ Hai ngày 28 tháng 10 và di chuyển về phía Đông theo hướng chung của khu vực PA. Nghĩa là bão số 6 Trà My có thể quay trở lại nước này và điều đó phụ thuộc vào cơn bão mới Conrad vừa hình thành. Tuy nhiên, Pasaga cho biết kịch bản này phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của cơn bão Conrad mới hình thành ở phía đông khu vực PA và diễn biến của các hệ thống thời tiết khác xung quanh bão Trà My khi đi qua Biển Đông, tùy thuộc vào mức độ gần của nó trong quá trình di chuyển trên biển Philippines. Các dải mưa bên ngoài của bão Conrad cũng có thể ảnh hưởng đến cực Bắc Luzon. Hơn nữa, nó cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến luồng gió Tây Nam ban đầu do bão Trà My gây ra, có thể ảnh hưởng đến phần phía Tây của Nam Luzon, Visayas và Mindanao trong những ngày tới. Pagasa cho hay, vào hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Conrad ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 139,4 độ Kinh Đông, cách trung tâm Luzon của Philippines 1.845 km về phía đông bên ngoài PA. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 65 km/h, giật 80 km/h. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 35 km. Bão Conrad dự kiến sẽ đi vào PA trong đêm nay 26 tháng 10 hoặc vào sáng sớm mai ngày 27 tháng 10. Theo dự báo bão của Pagasa, bão Conrad sẽ dần mạnh lên, có thể đạt đến cấp độ bão nhiệt đới nghiêm trọng vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10 và trở thành bão cuồng phong vào thứ Hai ngày 28 tháng 10. Khi vào Philippines, Conrad sẽ được gọi theo tên địa phương là Leon. Các nhà khí tượng học gọi sự tương tác của hai cơn bão là hiệu ứng Fujiwara. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ, khi hai cơn bão nhiệt đới quay theo cùng một hướng, đi qua đủ gần nhau, chúng sẽ bắt đầu tương tác dữ dội xung quanh tâm bão chung. Đài quan sát Hồng Kông của Trung Quốc cho biết hai cơn bão phải cách nhau khoảng 1.350 km để điều này xảy ra. Cơn bão mạnh hơn có xu hướng tác động chủ đạo đến đường đi của cơn bão yếu hơn. Tương tác này sẽ kết thúc khi có ảnh hưởng mạnh hơn của hệ thống thời tiết quy mô lớn từ bên ngoài, một trong hai cơn bão nhiệt đới suy yếu hoặc hai cơn bão hợp nhất. Pagasa cho biết mô hình dự báo của họ từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2024 cho thấy bão Conrad sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng đến phần phía đông của Bắc Luzon, trước khi vòng lại hướng về Đài Loan của Trung Quốc. Một cơn bão mới đã hình thành ở Tây Thái Bình Dương, tên là bão Conrad. Nó sẽ có đường đi ban đầu hơi giống bão Trà My, cơn bão số 6 và theo hướng di chuyển của bão Conrad, thì khoảng cách giữa nó và bão Trà My sẽ dần bị thu hẹp. Bão Conrad hiện có sức gió khoảng 45 km/h, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc. Theo các dự báo hiện tại, nó sẽ đi về phía Đài Loan Trung Quốc hoặc giữa Đài Loan và Philippines. Trong quá trình này, khoảng cách giữa bão Conrad và bão Trà My hiện đang ở Biển Đông sẽ dần ngắn lại. Liệu có thể xảy ra điệu vũ của hai cơn bão hay còn gọi là hiệu ứng bão đôi? Điệu vũ của hai cơn bão hay còn gọi là bão kép, bão đôi là khi hai cơn bão gần nhau thực hiện một vũ điệu xoay quanh một tâm trung. Sau đó, bão lớn có thể nuốt bão nhỏ hoặc hai cơn bão hợp nhất hoặc di chuyển xung quanh nhau rồi đường ai nấy đi. Đầu tuần tới, nếu vẫn di chuyển theo dự báo hiện tại, thì bão Trà My và bão Conrad có thể ở khá gần nhau, dưới 2.000 km, thậm chí dưới 1.500 km. Đây là khoảng cách mà hiệu ứng bão kép có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, có thể bão Trà My bắt đầu suy yếu rồi trở thành áp thấp nhiệt đới, còn bão Conrad được nhận định sẽ vòng ngược lên phía Đài Loan Trung Quốc hoặc phía Nam Nhật Bản, nên có thể bão Conrad sẽ không nuốt hoặc hợp nhất với bão Trà My. Thay vì vậy, có lẽ hai cơn bão này chỉ tương tác ở mức bão Conrad kéo bão Trà My đi về phía đông, ra xa khỏi nước ta mà thôi. Theo dự báo hiện tại của các mô hình lớn, từ tối ngày 26 tháng 10, mưa có thể bắt đầu xảy ra ở các tỉnh ven biển miền Trung nước ta, từ Huế đến Quảng Ngãi. Sau đó, mưa mở rộng dần ra cả về phía Bắc và phía Nam. Đến ngày 27 và ngày 28 tháng 10, nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ như thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, dự báo cũng có mưa, ảnh hưởng của bão số 6 chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Sau khi quay đầu,
bão Chami được dự báo sẽ suy yếu dần rồi trở thành áp thấp nhiệt đới. Dù sao, dự báo về hai cơn bão này có thể còn thay đổi trong những ngày tới, do bão áp thấp nhiệt đới luôn rất khó lường. Vì vậy, người dân cần lưu ý theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để có cách ứng phó nếu cần. Trong khi bão Kongrey đã hình thành ở Tây Thái Bình Dương, thì bão Chami đang trút lượng mưa lớn kỷ lục ở nhiều nơi tại Philippines, khiến một số ngôi làng gần như bị chìm trong nước. Khoảng 356 khu làng ở vùng Bicol, Philippines chìm trong nước lụt do bão Chami, hoặc ở Philippines gọi là bão Christine. Một số nơi đã phải chịu lượng mưa kỷ lục. Ở thành phố Daet, tỉnh Camarines Norte và nhiều nơi khác đã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ cao nhất kể từ những năm 1920, theo cơ quan khí tượng Philippines Pagasa. Các nhà chức trách ở Philippines cho biết đã có ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán. Ít nhất 3 khu làng ở tỉnh Anbay đã bị chôn vùi một phần dưới những mảnh vụn từ núi lửa Mayon vì mưa lớn do bão Chami khiến lũ tràn tới, mang theo những mảnh vụn núi lửa đó. Theo thông tin trên trang Inquirer, theo dự báo, bão Chami sẽ băng qua Philippines và đến tối ngày 24 tháng 10 hoặc rạng sáng ngày 25 tháng 10, bão sẽ đi qua Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 theo cách gọi của nước ta. Philippines là đất nước hay phải chịu bão mạnh. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên thế giới, đã khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích và gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay, tình thế gây mưa dông trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ chủ yếu do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Bộ đang nối với cơn bão số 6, bão Chami trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Ngoài ra, gió Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa với xác suất từ 65-70%. Sáng ngày 25 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh và quận Bình Tân. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm dông. Dự báo trong khoảng một vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho khu vực các quận huyện kể trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, từ 8-17m/giây. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng từ đêm ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 vào chiều tối và tối có khả năng mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh vừa có công điện gửi các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các địa phương trực thuộc về việc triển khai các phương án, biện pháp tập trung ứng phó với bão số 6, bão Chami. Theo đó, trước diễn biến của bão Chami, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước, cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Song song với đó, các đơn vị địa phương cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão Chami và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn, duy trì thông tin liên lạc với các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, tàu hàng, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ cho đến khi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn. Kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu, hướng dẫn neo đậu đúng kỹ thuật, đúng quy định, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng xã, thị trấn. Sở Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Cây Xanh Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đô thị để chặt tỉa, đốn hạ nhánh cây, thân cây không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão. Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục xử lý ngay các trường hợp cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đặc biệt xử lý các cây ngã đổ lên nhà ở, công trình kiến trúc. Các đơn vị lực lượng vũ trang và thành phố Thủ Đức, các quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, di rời, sơ tán người dân theo phương án của địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cần chuẩn bị sẵn sàng phương án di rời dân xã đảo Thạch An và các hộ dân có nhà đơn sơ tạm bợ ven sông, biển đến các địa điểm kiên cố an toàn ngay khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
giảm thiểu thiệt hại đối với lồng bè, chòi canh, sở đáy, khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc ở cấp thành phố. Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực, đồng thời xử lý, khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng do bão. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!